Chương trình sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2023 diễn ra sôi động, đặc biệt có nhiều hoa hậu Á hậu của Việt Nam đã cùng tham gia các hành trình ý nghĩa. Hải trình đến quần đảo Trường Sa của Đoàn Thiên Ân và Đỗ Thị Hà là chuyến đi đặc biệt để các người đẹp được gặp gỡ, giao lưu với những người lính các đảo dũng cảm, sống và làm việc trên những vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn Thiên Ân và Đỗ Hà đã có 7 ngày ý nghĩa với hải trình sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2023 cả hai cùng với đoàn đại biểu đã có những hoạt động sôi động như giao lưu tham gia các cuộc thi thiết kế thời trang mô hình đội văn nghệ tặng quà và gặp gỡ các chiến sĩ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và tình cảm qua những trải nghiệm và gắn kết cùng với các chiến sĩ trên biển đảo những người đẹp việt nam càng nhận ra tầm quan trọng của tình yêu biển đảo phải tiếp tục được gìn giữ và phát huy